Alpha và Á hậu Nam Philippines được Miss Grand International đặt cách follow, phải chăng là chiến thuật tăng like của Mr. Nawaz? Có vẻ như ngài Nawaz đã hết hy vọng vào việc tăng like từ cư dân mạng Việt Nam, nên ông phải có những chiến thuật mới nhằm kéo lại chút like ít ỏi. Bên cạnh số lượng người theo dõi đến từ fan sắc đẹp, Miss Grand International còn chọn mặt gửi vàng khi Alpha và Á hậu Nam mới lên ngôi người Philippines, là hai Á hậu duy nhất trong lịch sử được tài khoản của tổ chức này theo dõi trên Instagram. Mới đây, khán giả đã tinh ý phát hiện Miss Grand International có sự thay đổi trong số lượng người theo dõi. Theo đó, bên cạnh đại gia đình Miss Grand International và tài khoản Hoa hậu Hòa bình của một số quốc gia, Instagram của cuộc thi sắc đẹp đến từ Thái Lan chỉ follow hai Á hậu duy nhất là Alpha, Á hậu 1 Miss Grand International 2022 và Roberta Angela Tamodong, Á hậu 5 Miss Grand International vừa lên ngôi. Trong dịp kỷ niệm 10 năm của Miss Grand International, Mr. Nawaz đã có những nước đi tiếp cận khán giả trên mạng xã hội nhằm tăng giá trị ảo. Chính vì vậy, từng lượng follow của Hoa hậu Hòa bình quốc tế đều được vị chủ tịch người Thái tính toán rõ ràng. Chỉ theo dõi hai Á hậu duy nhất trong lịch sử, trong đó một người là gà cưng, một người vừa mới lọt top 10. Ông Nawaz đã có sự tính toán rõ ràng trên tài khoản Instagram của Miss Grand International. Sự tính toán để tăng follow của Mr. Nawaz thể hiện rõ ràng sau lùm xùm top 20 của Thiên Ân và mâu thuẫn với fan Việt. Theo đó, chủ tịch Miss Grand International đã bỏ follow tài khoản Miss Grand Việt Nam ngay lập tức. Bên cạnh đó, thời điểm tìm người thay thế cho Á hậu 5 người Mauritius vừa bị rút ngôi, Mr. Nawaz đã ra giá 7 triệu follow để cân nhắc ngôi vị đang bỏ trống sẽ thuộc về quốc gia nào. Tôi vẫn chưa biết quốc gia nào sẽ nhận được giải Á hậu năm bởi vì họ đã hủy theo dõi chúng tôi hơn 2 triệu lượt theo dõi. Nếu có thể quay về 7 triệu người theo dõi trong tối nay, tôi sẽ cân nhắc về giải thưởng. Chủ tịch Miss Grand International chia sẻ trên livestream. Alpha và Á hậu năm người Philippines đã phần nào khẳng định được giá trị khi Miss Grand International đặt cách theo dõi tài khoản Instagram. Những ồn ào xoay quanh Miss Grand International vẫn đang được khán giả quan tâm. Mặc dù không rõ chiến thuật follow Á hậu năm người Philippines của Miss Grand International đã giúp trang chủ tăng được bao nhiêu follow, thế nhưng những thứ khán giả có thể nhìn thấy ở thời điểm hậu follow là trang chủ Miss Grand International đang duy trì mức follow là 4,2 triệu lượt. Mặc dù giữa khán giả Việt Nam và Miss Grand International đang có một cuộc đại chiến trên không gian mạng, thế nhưng người hâm mộ phần nào cũng vẫn lo lắng cho tương lai của Thiên Ân khi liên tục bị đưa vào tình huống khó xử. Tối 29 tháng 10, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có bài đăng dài trên mạng xã hội, chia sẻ cảm nghĩ sau khi chung kết Miss Grand International 2022 khép lại. Tác tên Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Isadakrisu, bà Phó Chủ tịch Teresa Chavisut, Giám đốc Quốc gia Miss Grand Indonesia Ivan Gunawan, Thiên Ân chúc mừng cho một mùa giải tuyệt vời thành công tốt đẹp tại Indonesia. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng có những lời hay ý đẹp chúc mừng tân Miss Grand International, Isabella Menin, cho rằng chiến thắng của mỹ nhân Latin rất xứng đáng. Dưới phần bình luận, tân Hoa hậu Isabella Menin, Giám đốc Quốc gia Miss Grand Indonesia đều tương tác ngọt ngào với Thiên Ân. Alpha Waraha cũng cảm thấy xúc động nhắn nhủ, chị luôn yêu thương em. Chủ tịch Miss Grand International, ông Nawaz Isadakrisu đã đọc bài đăng này và thả tim cho đại diện Việt Nam. Giữa ồn ào với fan Việt, hành động tương tác với Thiên Ân của ông Nawaz Isadakrisu và Á hậu 1 Alpha Waraha thu hút sự chú ý đặc biệt, phần nào cho thấy mối quan hệ cá nhân không căng thẳng, không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực. Trước đó, ông Nawaz Isadakrisu có những phát ngôn gây tranh cãi khi lý giải vì sao Đoàn Thiên Ân của Việt Nam trượt top 10. Chủ tịch Miss Grand International cho rằng Thiên Ân chưa đáp ứng được tiêu chí ngoại hình, chậm chạp trong quá trình thi cử. Trước những chỉ trích cho rằng miệt thị ngoại hình Thiên Ân, doanh nhân Thái Lan phủ nhận. Ông cho biết khi đối diện với hàng ngàn câu hỏi, chung một mục đích thắc mắc lý do, ông chỉ đưa ra câu trả lời rõ ràng chứ không phải xúc phạm hay miệt thị. Sinh sau đẻ muộn so với các cuộc thi sắc đẹp khác, song Miss Grand International đã nhanh chóng khẳng định vị trí với format đặc sắc cùng chất lượng dàn thí sinh ổn định. Tuy nhiên, Miss Grand International 2022 lại vướng nhiều lùm xùm không đáng có. Khán giả hy vọng rằng những ồn ào sẽ nhanh chóng kết thúc.